công đức và lợi ích của câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật quả thật rất mầu nhiệm, công năng rất lớn, được rất nhiều lợi ích. Nếu mà nói về đề tài xoay quanh câu đại hồng danh này thì bản thân tôi không bao giờ thấy chán, và tôi chỉ luôn luôn nói và viết như nhiều bài bình luận tôi đã viết. Có gì không phải, xin quý bạn đồng tu, các Phật tử xa gần bỏ quá cho. Khi niệm Phật, tâm ta không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, thì chỉ cần 3 năm là ta có thể dứt trừ mọi nghiệp chướng. Cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp, đều có thể giải trừ hết. Nếu trong đời này không niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới thì kiếp sau rất nguy hiểm, lại mắc trong trần lao khổ sở, không biết tới đời nào kiếp nào mới được làm người, mới thoát ra được khỏi vòng sanh tử luân hồi, thoát ra khỏi 6 đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các vị tổ sư nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rắt miệng cũng chỉ uổng công. Nếu trong khi niệm Phật mà tâm còn tán loạn thì sẽ không có công đức gì và cũng không thể sinh Tây Phương được. Vì vậy, niệm Di Đà nhất tâm bất loạn, nhất một lòng xin nguyện về Tây Phương Cực Lạc thì mới thành công. Muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cần phải tu hai việc là đa phước và đa thiện. Đa phước là chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, đa thiện là phát bồ đề tâm. Câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật không những lợi lạc cho người mà còn lợi lạc cho cả những con vật tưởng chừng như không biết gì, cũng có cảm ứng, cũng được lợi lạc khi biết và nghe được người khác niệm Phật. Có một con sáo đời vua Đường Nhân Tông niệm Phật được vãng sanh. Khi con sáo đó chết, nhà vua đã chôn nó ở vườn chùa. Sau một năm, chiếc lưỡi của nó mọc lên một bụi sen cạn. Còn sau đó, được nhà vua Đường Nhân Tông tặng cho một bài thơ. Có một con chim biệt biệt nhi, nó nghe thầy dạy niệm A Di, trong lòng luôn nhớ không sao nhãng, chết đứng mọc sen thế mới kỳ. Niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có được 10 lợi ích như sau. 1. Ngày đêm thường được các chư thiên ẩn lực thần tướng ngày đêm gia hộ. 2. Thường được Đức Quan Thế Âm và 25 vị Bồ Tát và Long Thần hộ pháp hộ trì mãi mãi. 3. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ. 4. Tất cả ác quỷ dạ xoa la sát đều không thể hại mình được, không bị chúng độc xà độc dược. 5. Không thể bị hại bởi lửa, nước, oán tặc, đao binh, gươm giáo, gông cùm, lao ngục, bạch tử. 6. Nếu có tội chướng ác nghiệp, niệm Phật sẽ dần dần tiêu diệt, tăng trưởng phước nghiệp. 7. Ban đêm có chim bao thì tốt lành, hoặc thấn thân kỳ diệu sắc vàng của Phật A-di-đà. 8. Tâm thường hoan hỷ, nhan sắc tươi thuận, khí lực đầy đủ, làm việc gì đều có được kết quả tốt đẹp. 9. Thường được tất cả nhân dân ở thế gian cung kính, bái lễ như kính Phật vậy. 10. Đến khi gần mệnh chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, Tây Phương Tam Thánh Kim Đài tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ, hoa sen hóa xanh, thọ diệu lạc thù. Nếu như nỗ lực hành trì câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì quả báo sẽ hiện ra, vận mạng sẽ biến đổi và có thể sửa đổi được vận mạng xấu thành vận mạng tốt. Khi niệm Phật, cần phải biết xả bỏ hết những tạp niệm trong đầu thì mới sớm được giải thoát và trọn thành Phật đạo. Cuộc đời như mộng, thế gian như huyễn, thân này vô thường, chỉ có sống mấy mươi năm là chết, hãy mau mau niệm Phật để về Tây Phương. Thân thức của mình là thật, là vô sanh, vô diệt. Chỉ có cái thân xác này mất, diệt, hoại, chứ thần thức không bao giờ chết. Phải biết niệm Phật để thần thức này hết báo thân này, về Tây Phương Cực Lạc, hưởng cuộc sống an lạc vui sướng. Câu Nam Mô A Di Đà Phật được gọi là Vạn Đức Hồng Danh.
có thể đưa một người đầy tội lỗi, đầy nghiệp chướng, một người từ thế giới phàm phu đi về thẳng thế giới Tây Phương Cực Lạc, để thành Phật thoát ly hẳn sinh tử luân hồi, thoát ly tất cả khổ nạn. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Nếu ai có nhu cầu giải thoát thì hãy mau mau niệm A-di-đà Phật. Đường đời vạn nẻo thì đường tu vạn phương, nhưng tất cả chỉ có pháp tu niệm Phật là giải thoát rốt ráo thành tựu nhất. Người niệm Phật đừng sân hận, đừng tham lam, đừng đố kỵ, đừng thị phi, đừng tìm lỗi người khác nữa. Người tu hành hàng ngày hành trì câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì hãy phát nguyện xin được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Với 84.000 pháp môn thì niệm Phật là pháp tối viên mãn. Đời mạt pháp phải niệm Phật là sẽ được vãng sanh. Được vãng sanh Tây Phương là nhờ tín và nguyện. Phẩm vị cao hay thấp là nhờ hành trì câu niệm Phật sâu hay cạn. Tín là tin có nước Tây Phương Cực Lạc. Nguyện là luôn luôn cầu về Tây Phương Cực Lạc. Tin Phật là có thiện căn. Lạy Phật, niệm Phật là có phước đức. Niệm Phật là pháp liễu nghĩa trong pháp liễu nghĩa, mà pháp liễu nghĩa chính là pháp thành Phật. Niệm Phật là đại phát cứu khổ cứu sanh, chư Phật đều tán thán biểu dương. Niệm Phật muôn người tu muôn người tắc, ngàn người tu ngàn người vãng sanh. Xin hãy hết tâm niệm Phật để được vãng sanh tịnh độ. Thân đang ở tạm nơi trần thế, tâm hướng Tây Phương quyết chí về. Người niệm Phật phải nên biết rằng Cực Lạc mới là quê hương nhà thật của chúng ta, còn ta bà nơi chúng ta đang sống chỉ là bể khổ. Hãy mau tu hành niệm Phật cho tốt để làm tư lương trở về quê nhà. Đức Phật bảo đời người mong manh ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn trong một hơi thở, thở vào mà không thở ra, hoặc thở ra mà không thở vào, là đời người kết thúc đã thuộc đời sau. Vì vậy, người niệm Phật cần quán niệm cái chết để dừng lại những ham muốn, dục vọng, xả bỏ tâm thù hận oán hờn, dứt trừ lòng kiêu căng tự phụ. Quán niệm cái chết để biết tận dụng đời sống của mình, tinh tấn tu hành làm lợi ích cho mình và tất cả chúng sanh. Người niệm Phật muốn cho tâm tịnh, trước mắt phải biết niệm Phật 10 câu mà không tán tâm bất loạn, rồi tới 20 câu, 30 câu, 50 câu, 100 câu. Rồi có thể nhiếp tâm tới 45 niệm Phật. Tâm không bất loạn thì có thể vãng sanh. Tâm vào miệng mình thành tâm niệm A-di-đà Phật thì sẽ cảm ứng tới Đức Phật A-di-đà Phật. Khi niệm Phật ba nghiệp mà thanh tịnh thì sẽ được giải thoát, đó là thân tưởng Phật, miệng niệm Phật, ý nghĩ đến Phật. Tất cả những vị Phật, chỉ có Phật A-di-đà mới tiếp dẫn chúng sinh có tín hạnh nguyện về Tây Phương Cực Lạc, nước tịnh độ của Đức Phật. Ở nước Tây Phương Cực Lạc, không có ban ngày, không có ban đêm, Phật A-di-đà luôn luôn thuyết pháp. Bên nước đó luôn luôn sáng rực như sắc diện của Phật và Bồ Tát. Tu hành là tu cho thân và tâm, mài dũa cho nó có một thói quen là Nam Mô A-di-đà Phật. Người niệm Phật, người ta chê sai thì mình cười, còn người ta chê đúng thì mình đi sám hối, chứ không nên bực tức giận dữ. Khi tâm an lạc thì nói nhẹ đi nhanh, làm việc gì chậm rãi nhưng rất chính xác. Muốn được vãng sanh thì trong lúc ngủ mê phải biết niệm Phật, trong lúc ngủ phải biết niệm Phật. Tất cả tư tưởng của chúng sanh chính là nghiệp chướng, tạp niệm là tội. Vì vậy, trong tâm luôn luôn phải niệm Phật để mà loại bỏ tạp niệm, loại bỏ tư tưởng. Phải có niềm tin sâu xa là có nước Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà thì phát nguyện một câu niệm Phật mới có kết quả đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên. Tất cả những công đức đều không về được Tây Phương Cực Lạc, chỉ có công đức niệm Phật mới vãng sanh được về Tây Phương Cực Lạc. Năm công đức của người niệm Phật. Người niệm Phật có thể vượt ra ngoài tam giới, dục giới, sắc dục, vô sắc giới. Niệm một câu A-di-đà Phật mà trong tâm tưởng đến Phật thì sẽ vãng sanh được mà không cần phương tiện gì thêm. Trong kinh Phật, nó chỉ cần tu 7 ngày niệm A-di-đà Phật, tâm không thối chuyển thì có thể vãng sanh. Khi niệm Nam Mô A-di-đà Phật thì 10 phương chư Phật đều tán thán và hộ niệm.
người niệm Phật luôn luôn phát nguyện trước Phật A-di-đà rằng: đời này được sanh trong chốn ta bà, chỉ để là lấy phương tiện để tu pháp môn niệm Phật, để hết báo thân này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì được sanh làm người rất khó, phải tu tốt lắm, từ những kiếp trước thì kiếp này mới được làm người. Vì vậy, phải tận dụng cái thân người này mà tu cầu giải thoát. Khi niệm Phật mà nghĩ tới những chuyện khác thì sẽ không bao giờ được vãng sanh. Miệng niệm Phật mà nghĩ tới tiền tài thì sẽ sinh lên trời. Miệng niệm Phật mà nghĩ tới gia đình, nghĩ tới sinh hoạt của người thì sinh làm người. Miệng niệm Phật mà nghĩ giỏi hơn người khác thì sẽ sinh vào Atula. Miệng niệm Phật mà sân giận đọa vào làm ông thần rất dữ. Miệng niệm Phật mà thèm thức ăn sinh vào ngạ quỷ rất giàu có. Miệng niệm Phật mà buồn ngủ thì sinh vào súc sanh. Người niệm Phật công đức rất lớn, không bị đọa địa ngục. Người niệm Phật không mong cầu, không muốn những điều của nhân gian, chỉ một lòng tin tưởng và nguyện sinh về đất nước của Phật, nhưng sẽ lại được tất cả. Người niệm Phật cần phải có tâm cung kính bao gồm: khi niệm Phật, vạn duyên phải buông hết, tất cả nghĩ tưởng gì đều không nghĩ tới, chỉ nghĩ tới Phật. Vạn duyên là tâm suy nghĩ, là vọng tưởng trong tâm. Niệm Phật ở trong tâm, phải luôn luôn có Phật. Miệng niệm, tâm tưởng, tai nghe. Niệm Phật phải mang tâm gửi tới Phật. Niệm Phật là tu ở trong tâm. Miệng không niệm Phật, nhưng trong tâm phải luôn có Phật. Người niệm Phật phải tự niệm tự nghe, phải rèn cho thuần thục thì sẽ an lạc. Khi niệm Phật không được nhất tâm thì phải sám hối mọi tội lỗi tai ương từ kiếp này đến kiếp khác trong vòng 8-10 năm thì sẽ có kết quả tốt. Sanh lòng hoan hỷ, không ganh tị với bất cứ ai, với bất cứ điều gì. Muốn được vãng sanh phải hiểu được kinh A-di-đà. Một câu Phật niệm được 4 thể nguyện: 1. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ. 2. Phiền lão vô tận thể nguyện đoạn. 3. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. 4. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Người niệm Phật khi gặp oan trái khổ đau phải cầu sanh Cực Lạc, chứ không được oán trách hận thù gì ai. Tu hành thực sự thì nhất định sẽ vãng sanh về Cực Lạc. Vì vậy phải tín, phải hạnh, phải nguyện rất cao. Người niệm Phật cầu vãng sanh chỉ cần cuộc sống bình thường, không mơ ước được phước gì mà cũng không sợ hãi họa gì. Phải niệm Phật tha thiết, cầu mong vãng sanh, cùng cực chăm chỉ niệm ngày đêm, hết lòng tin tưởng thì mới vãng sanh được. Người thông minh không chống cự được nghiệp, dù có không thoát khỏi luân hồi. Chỉ có nhờ Phật và niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới được giải thoát. Tổ nói đời là vô thường là khổ, sống chân thành niệm Phật, chết tự tại vãng sanh. Phải niệm Phật như con nhớ mẹ thì mới mong giải thoát. Nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật đúng cách thì sẽ chứng quả thánh ngay trong đời này. Bệnh do nghiệp mà sanh, nên niệm A Di Đà Phật mà không nghĩ gì thì sẽ tiêu tan hết bệnh, hết nghiệp. Niệm Phật là ý căn phải có Phật, tức là khi niệm Phật phải nghe tiếng Phật hiệu và tâm phải nhớ, phải nghĩ tới Phật. Tâm và tiếng phải nhập vào là một thì mới giải thoát thành bậc thánh. Người niệm Phật cầu vãng sanh không cần phải xuất gia, không cần phải hiểu biết về kinh sách, phải tìm một phương pháp nào khác. Chỉ cần nhất tâm thành kính niệm Nam Mô A Di Đà Phật là vãng sanh rồi. Người niệm Phật cần phải buông xả, bao gồm: buông xả nhiều, vãng sanh dễ; buông xả ít, vãng sanh khó; không buông xả, không thể vãng sanh. Trong đó, buông xả ở đây không phải là không làm, không thương yêu những người xung quanh mình, mà là buông xả những gì làm cho tâm buồn khổ, buông xả những gì mà lương tâm cắn rứt, buông xả những gì làm ta suy nghĩ lo âu. Khi niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đã có đầy đủ vô lượng vô biên, bất khả tư nghỉ. Thậm thâm bí mật, tối thắng vi diệu, vô lượng công đức vì danh hiệu A Di Đà Phật đã gồm có mười phương tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, Thanh Văn, A La Hán, tất cả chư Đàn La Ni, thần chúng vô lượng hành pháp.
là Pháp Vô Cực, Chí Thượng Đại Thừa, Tối Thắng Thanh Tịnh. Tu hành chính là chuyển nghiệp. Niệm Phật chuyển tham, sân, si thành giới, định, huệ. Nghiệp do thân mình tạo nên thì được gọi là nghiệp nhân, còn khi thân mình lại thọ lấy thì được gọi là quả báo. Danh hiệu A-di-đà Phật chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thầy Phật Pháp, siêu việt mọi tư duy ngôn từ. Cuộc đời như một giấc mộng, ai hiểu đạo thì cầu giải thoát, còn không thì sẽ vào giấc mộng này đến giấc mộng khác, khó có thể thoát ra được. Người niệm Phật cần phải luôn luôn nghĩ rằng nhân gian là cảnh, tịnh độ là quê. Vì thế nên buông xả mọi khổ đau của nhân gian để hướng về sự vui sướng ở tịnh độ. Muốn được vậy cần phải tu pháp môn niệm Phật. Dù đã mang bảy báu để cúng dường mười phương chư Phật cũng không bằng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Vật chất và đời sống bên ngoài chỉ là phương tiện, chúng ta mượn đó làm chiếc thuyền để phục vụ cho đời sống tâm linh. Khi chết, chúng ta không mang gì đi được, chỉ mang theo tội và phước hay nghiệp. Vì vậy, cần phải tu pháp môn niệm Phật. Tu hành là tu sửa những lỗi lầm, hay nói theo cách khác, tu hành là sám hối nghiệp chướng của thân, khẩu, ý không sâu ác nữa. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy, tham, sân, si, bởi thân, miệng, ý phát sinh ra. Hết thảy con nay nguyện sám hối. Về được Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có gì vui sướng bằng, vì ở đây ta có thể thương yêu, bảo bọc, cứu độ được tất cả những người thương mến của ta, từ nhiều đời, nhiều kiếp, từ kiếp vị lai đến kiếp hiện tại. Khi niệm Phật, thì ngay lúc đó mình tỉnh thức, sáng suốt hiểu được thế gian là vô thường, thân người là giả tạm, nên không bị ngũ dục của thế gian làm mê hoặc. Bớt đi lời nói thị phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn, thêm công niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Chỉ có niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới thoát khỏi sanh tử. Niệm Phật là thành Phật. Luân hồi nhiều kiếp khó leo lên, lầm lỗi nhiều lần mất tuổi tên, lần quần thế gian đường cánh nhộng, biết thời tu niệm mới an bền. Muốn ra khỏi biển luân hồi, quả kia phải hái, xong rồi đừng gieo. Dừng chân là bóng chẳng theo, ngưng tay thì nghiệp chẳng theo bên mình. Vì thế cần phải gấp rút niệm Phật để rũ bỏ mọi nghiệp báo, để mà đến được cảnh niết bàn hưởng an nhàn. Điều quan trọng là hàng ngày niệm Phật cũng phải nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc và hồi hướng công đức của mình về Tây Phương cho oan gia trái chủ, cho cửu huyền thất tổ, cho ông bà cha mẹ, cho vợ chồng con cái của mình, từ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Niệm Phật cùng khuyên họ niệm Phật để cùng đồng sinh Cực Lạc quốc. Giật giành rốt cuộc cũng tay không, nhân quả đeo mang tội chất chồng. Vì biết phép công cơ thưởng phạt, đừng tu sớm bước chí thong song. Mỗi người có một số mệnh an bài đặc biệt, có dở, có hay, có chân chuyên, có hạnh phúc. Số mệnh của con người được chi phối bởi luật công bằng của trời đất dưới hình thức luật nhân quả. Nhân quả là luật công bằng tuyệt đối của trời đất, vũ trụ. Vay bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, vay món nào thì phải trả món nấy. Làm ác thì bị trừng phạt, còn làm tốt thì được ban thưởng. Khi nhắm mắt xuôi tay, ta không mang đi gì cả, chỉ mang theo những hành động thiện và ác mà thôi. Nói theo cách khác, chỉ mang theo nghiệp lực. Do vậy nên tu niệm Phật cho thuần thục để gieo nhân tốt thì sau này mới được hưởng quả tốt. Muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải niệm Phật. Vậy phải niệm như thế nào? Niệm Phật phải chuyên niệm đến cùng. Đến cùng tâm niệm bỗng tiêu dung, ta bà biển khổ phong ba lặn, yên ổn thuyền sen tới lạc cung. Tiêu dung tất cả những vọng tưởng, tiêu dung tất cả những phiền não, tiêu dung tất cả những khổ đau, chỉ trở về một tâm thuần nhất, đó gọi là nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật thường xuyên cả lúc vui lẫn lúc buồn thì mới tròn đầy viên mãn được. Phải niệm Phật A-di-đà, vì Đức Phật A-di-đà hiệu là vô lượng quang, nghĩa là tâm sáng suốt, không cùng, không tận, không có bờ, không có mé. Những vấn đề lớn của người Phật tử tu pháp môn niệm Phật là:
thực vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu, chỉ danh hiệu Phật. Phải cố tu pháp môn niệm Phật để được thân vô sanh, để sanh về Tây Phương Cực Lạc, để không còn làm thân người, để không phải vào ra trong sinh tử luân hồi, không phải trả vay vay, trả oan gia này đến oan gia trái chủ khác. Phải giải quyết sanh tử, đạp trên lục đạo luân hồi, không để tinh cha huyết mẹ và nghiệp tạo thành. Phải tu để được thân kim cương, bất sanh bất